Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ ngành Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em ha, 0348308843. Rồi, mấy món hàng em cập nhật danh sách nó còn đã bán hay là còn ở dưới cái tiêu đề video này, mọi người bấm vô xem ha. Rồi mình liên hệ cho nó tiện nha mọi người. Có đôi khi em cập nhật nó cũng hơi chậm, thành ra khi cái món hàng nó để là còn ha, mà thật ra nó đã bán rồi. Rồi, tại vì em đi ngoài đường á, thường là cái cập nhật nó không có được kịp á, thì mọi người cũng thông cảm ha. Nhưng mà thường đa số thì em cập nhật hết á, là món nào bán thì rồi thì nên để là đã bán. Rồi hôm nay là cái video thứ 102 nha mọi người. Đây là đầu tiên là cây hước cây hước con Livo ha. Đây con Livo của Nhật. Cái này là cây hước bằng nhôm mọi người. Cây hước nhôm, mặt đáy nó có 500 ha. Đây hai viên 500 rất là hít cũng khá là mạnh lắm. Rồi cây hước này nó có đây 500 nè. Hước này là hước 60 mọi người. 60 cm. Đây bề rộng nó là hơn 5 phân 3. Đây 2,5 phân. Đó, nó là hước nhôm. Đây nó cần được 3 hướng nè. Này góc 45 độ. Này mặt phẳng ha. Này chịu đứng. Này mình hết vô cây cửa sắt đồ rất là ok ha, làm đồ sắt. Rồi cái hước này có mã là 102.1 ha. Giá là 350 nha. Rồi tiếp theo về một cái bộ đèn pin. Đây. Bộ đèn pin này của hàng Black and Decker đây. Black Decker nè mọi người. Black Decker này cái này là thương hiệu của Mỹ ha. Đây. Mỹ nha mọi người. Nó là hàng Mỹ, nó xài điện 120V nè. 120V nhưng mà mình xài biến áp thường là 100 hoặc 110 cũng ok nha. Xài bình thường. Này vô tay. Red and Decker. Một thương hiệu này là nó chuyên sản xuất mấy cái đồ pin ha. Đồ máy bắn vít, đồ mấy thiết bị cầm tay được. Thương hiệu này cũng khá là nổi tiếng của Mỹ. Rồi cái này là cái bộ sạc. Đây là hai viên pin nè. Hai viên pin của nó ha. Một bộ sạc hai pin luôn mọi người. Ở đây là cái đèn pin. Đó. Đèn pin này xài bóng dây tóc mọi người, đây, bóng dây tóc nha. Bóng nguyên zin hết à ha. Đây cái mát của nó nè. 3.6V nha. Đó. Đây. Công tắc nó ở đây. Nãy giờ mình sạc pin mới mới sạc một ít pin à. Chưa có sạc lâu mọi người. Đó. Đây là một viên, còn viên thứ hai. Đây viên thứ hai này thì pin nó rất là yếu. Viên pin này nó rất là nó bị yếu rồi mọi người. Hoặc là sạc nó chưa đủ. Thì em mới về em chỉ test vậy á. Một viên rất là mạnh, xài mạnh ha. Viên này yếu.
Còn đây là em cắm cục sạc vô thử ha. Mình sẽ sạc vô như vậy mọi người, cắm vô là nó sạc đó. Đó. Rồi. Rồi bộ đèn pin này có mã là 102.2 mọi người. Giá bán là 600.000. Là một cái đèn pin với một cái cục sạc với hai cục pin ha. Rồi tiếp theo là đây. Một cái cây bấm chỉnh hôm của lưỡi cưa của Nhật mọi người. Đây nó điều chỉnh được mấy nhiều cái kích cỡ nè. Chỉnh được lưỡi lưỡi cưa cưa vòng hoặc là cưa cầm tay nha mọi người. Đó, rất là tiện dụng. Cho mọi người thường xuyên sử dụng cưa, xài lâu thì nó bị nó khiếp cái miệng lại á. Mọi người phải dùng cái này ha. Dùng cái này để mở nó ra và mài lưỡi lại. Rồi cây này có mã là 102.3 mọi người, giá 300.000. Và tiếp theo là một cây hút chì, cái hút chì của Nhật. Đây cái hút chì rất là to. Bình thường nó rất là nhiều cái chữ ha. Này. Rồi. Đó. Rất mạnh. Ok, cái hút chì này có mã là 102.4 mọi người. Giá bán là 200.000. Đây là kích thước nó là 30 cm nha. Rồi tiếp theo về một cái mỏ hàng. Đây cái mỏ hàng của Nhật mọi người. Mỏ hàng này nó là 100V, 100W. Đây của Nhật. Nhưng mà nó bị mắc mũi rồi. Với lại nó có cái lỗ công tắc nè, mắc luôn rồi. Nó hiện tại là nó câu trực tiếp á. Xài trực tiếp ha. Đã test điện ok mọi người. Nóng ok nè. Giờ mọi người chỉ gắn mũi vào là xài ha. Và dây điện zin hết nè. Đó, gắn mũi vào là xài. Công tắc này không quan trọng. Có hay không cũng không quan trọng. Ra cắm điện thì xài thôi. Ít ai dùng, thật ra người ta dùng chuyên nghiệp ít ai dùng công tắc ha. Nó nóng rất lâu mọi người. Cái mẫu hàng cái dòng to to này nè, nóng rất lâu. Cái to này mà điện 100V nè. Nhưng mà nó nóng rất là lâu luôn. Đây này mọi người mua cái cây đồng cũng được, gắn vô làm mũi cũng được luôn á. Cái đồng về mài nó nhọn rồi gắn vô ha. Cái lỗ này nó chừng khoảng 8 mm không rồi, 8 mm ha. Rồi cái mỏ hàng này có mã là 102.5 nha, giá bán 300.000. Rồi đang về một cái hùng đồ nghề này. Đây ngoại hình đó ha, nó bị mớp tí xíu. Đây. Hùng rất nặng mọi người. Cái hùng này là cỡ rất là dày nha, nó 3,5 kg. Đây rất là dày. Đó. Thấy cũng dày đó nè. Chóc sơn thôi chứ không có bị lủng hay mục ha. Đây có khóa. Đó.
Nó có hai tầng mọi người. Đây là cái tầng đựng đồ ở trên này. Đây. Đó, một tầng dưới nữa. Đây. Cũng chỉ chốc sơn xíu rồi. Không có bị một xét gì ha. Nè. Rồi kích thước nó là 45 mọi người. 45 nhân cho 18. 45 nhân 18 nhân 16 mọi người. 45 18 16. Cái thùng của Nhật rất là dày. Đây 450 nè. Là hùng 45 cm nhân ngang là 18, cao là 16 ha. Rồi cái hùng đồ nghề này có mã là 102.6 nha, giá là 700.000. Rồi tiếp theo về một cái cặp phuộc sau của xe cúp của Honda Nhật ha. Đây, đây là phuộc xe cúp ha. Đây nó còn rất là ok. Đây máy này nè. Còn bóng láng ha. Thường thì xài nhiều, cái này nó sẽ, cao su này nó sẽ dập nè. Và cái trong nó sẽ mòn. Cái này thì nó còn rất là ok. Đây, cao su còn nguyên ha. Mà cái ác này nó cũng ít, không có mòn nữa. Thường xài nhiều sẽ bị mòn cái chỗ này ha. Ngoại hình thì ok, không có xì dầu gì ha. Đó. Đó. Khá là đẹp luôn. Đây phuộc chiều dài nó đây. Em đo giữa cái tâm cái lỗ ha. Tới giữa tâm này là 32.5. Đây giữa cái lỗ này 32.5 ha. Rồi đường kính cái này là cỡ 4 cm. Đó. Này. Rồi, cặp phuộc xe này có mã là 102.7 nha. Giá bán là 1 triệu nha mọi người. À, tiếp theo là về mấy cây cắt cành này, với cây bấm kẽm. Đây cắt cành cũng thép đúc của Nhật. Nhưng mà cái thương hiệu này nó không có là dập cái chữ lên nha. Đây. Cũng là thép đúc dày, rất là dày nha mọi người. Thép này rất là dày, cứng chắc. Đây lò xo này xài rất là ok. À, lưỡi nó về nguyên về nha mọi người. Em không, bên em không có mài hay là chỉnh lại nha. Không có sửa. Đó mọi người xem chi tiết cái lưỡi giùm ha. Đây. Đó, láng nha. Cắt thử cái giấy nè. Đó. Cắt thử giấy. Nè độ gơ nè. Có độ gơ ha. Nhưng cũng không đáng kể mọi người. Đây độ hở nó nè. Còn khá là, còn rất là liền à. Chứ không phải là nó gơ mà hở ra luôn nha. Đó à. Rồi cái cắt cành này có mã là 102.8 nha, giá 300.000.
Rồi tiếp theo cây cắt cành, tiếp theo là cũng là cây hép đúc của Nhật ha. Này nó bị mắc chốt rồi mọi người. Cái này giờ mình bọc miếng da lại thôi. Mọi người xài thì làm miếng da bọc lại. Đây lưỡi nó như vậy nè. Mọi người xem giùm ha, bên em không có sữa. Mọi người xem kỹ giùm rồi mình đặt hàng ha mọi người. Đó, tình trạng nè. Cây này thì độ gơ rất là ít. Nó lưỡi khít ha. Rồi cây cắt cành này có mã là 102.9 giá 250 nha. Tiếp theo một cây cắt kẽm. Đây cũng là cán đúc của Nhật. Lưỡi đây. Đây là chuyên cắt kẽm, cắt dây nhôm mọi người. Đó. Đây là hai loại dây nhôm, dây to nè. Dây to 5 ly với lại dây nhỏ xíu này 1 ly rưỡi ha. Đó là ok. Dây nhỏ nè. Này. Rồi cắt kẽm này có kích thước là 20 cm nha. Rồi cái kẽm có mã là 102.10 giá 500.000 mọi người. Em đo lại kích thước của cây cắt cây kéo cắt cành mọi người. Nãy quên đo kích thước nó. Đây cây này là gần 20 cm ha. 19.5 đi, đó. Là cây số 9. 102.9 đó. Còn cây này là 20 cm, 20.5 luôn nè. 20 đi. Là mã là 102.8, 20 cm. Rồi vậy em xin kết thúc cái video đây mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, ủng hộ ha.